Chương 14. Cuộc thi chạy 1.500m cho nam chính thức bắt đầu. Không hổ là con át chủ bài của đội bóng rổ, lần này quán quân trừ anh ấy thì còn có ai nữa? Tôi nghe nói, lúc trước anh ấy đã đánh cược với ai đó, hình như tên là Hách Nhân. Không lượng sức mình, loại cỏ này làm sao có thể thắng được Hoàng Húc Kiệt? Đúng thế, đúng thế. Cố lên, Hoàng Húc Kiệt, cố lên. Cố lên, cố lên, đánh bại Hách Nhân. Hách Nhân mới không thua tên họ Hoàng kia, các ngươi chờ coi. Hách Nhân. Không thể hao tổn như vậy nữa, phải dùng một hơi vượt qua bọn họ. Hoa, wow, Hách Nhân xếp hạng thứ 5 đã vượt qua 3 tuyển thủ chỉ trong một hơi thở. Sức bật thật kinh người. Hách Nhân top 2 rồi, thật lợi hại. Tuyển thủ Hách Nhân đã dần dần tiếp cận được top 1 là tuyển thủ Hoàng Húc Kiệt rồi. Hách Nhân. Không hổ là con át chủ bài của đội bóng rổ, trong nháy mắt đã kéo dài khoảng cách. Trận đấu đã sắp kết thúc, khoảng cách của vạch đích chỉ còn đường vòng cuối cùng. Thời gian không còn nhiều lắm, mình phải nhanh hơn nữa, nhanh hơn một chút nữa. Tiểu lão đệ, đang suy nghĩ làm sao để liếm giày chân dài à? Đại thúc, đánh bại tên họ Hoàng đó đi. A Tử, cẩn thận đừng để rơi xuống. Nói thì dễ, người ta tốt xấu gì cũng là con át chủ bài của đội bóng rổ. Nhưng mà, ta cũng không có ý định thua. Cảm nhận, thiện địa thủy khí bơi lội tại khoảng không để mình cho ta sử dụng. Vô trạng chi trạng, vô vật chi tượng. Ngự thủy chi đạo, ngự khí chi đạo. Vạn pháp quy nhất, ngự thủy cũng giống như ngự khí, thân thể liền nhẹ nhàng. Linh khí, tên này muốn đột phá vào lúc này. Sắp đuổi kịp rồi. Nhưng mà chỉ còn 100m nữa thôi, sợ là sắp kết thúc rồi. Cuối cùng, chức quán quân vẫn thuộc về ta, Hoàng Húc Kiệt. Còn chưa đủ. Ta cần nhẹ hơn nữa. Nhanh hơn.
Chương 15. Ha ha, thắng rồi. Không thể nào, không thể nào. Hách nhân thắng lên, thắng rồi. Chúng ta đi chúc mừng hách nhân. A Tử muội muội. Lúc trước ngươi nói hách nhân đã đính hôn là nói dối à? Dù sao cậu ấy cũng chỉ là học sinh. Vu gia tỷ để ý nhiều vậy à? Nếu như là thật thì tỷ định làm gì? Vậy cũng chỉ có thể chúc phúc hách nhân thôi. Ha ha ha. Vũ gia tỷ, tỷ dễ dàng bị lừa thật. Đi thôi, đi thôi. Cậu hôm nay thật là lợi hại. Hôm nay ngươi còn ổn không? Chờ một chút. Đừng quên việc đánh cược của chúng ta. Xin lỗi Vũ gia, ngay lập tức. Chuyện lúc trước. Rất xin lỗi. Hách nhân, đừng nghĩ rằng tôi sẽ để yên như vậy. Vũ gia, tớ sẽ làm những gì mà tớ đã hứa với cậu. Cảm ơn cậu. Hừ. Hừ, giờ mới nhớ tới ta à bóng đèn. Làm sao vậy? Ta cũng phải cảm ơn ngươi rất nhiều. Nhờ có ngươi cổ vũ, ta mới kiên trì được. Ta biết mà, không có bản tiểu thư, ngươi không thể làm được cái gì. Đại hội thể thao kết thúc rồi, chúng ta cùng nhau mở tiệc ăn mừng. A Tử muốn đi cùng không? Khụ khụ, vậy tôi miễn cưỡng đồng ý vậy. Như vậy cũng có thể đột phá tầng thứ hai. Xem ra ta xem nhẹ ngươi. Hách nhân. Chúc mừng hách nhân đạt giải chạy 1.500m. Cạn ly. Mặc dù vẫn biết tiểu tử ngươi có khả năng chạy cự ly dài, nhưng không nghĩ rằng có thể thắng được Hoàng Phúc Kiệt. Cái này nhất định là sức mạnh của tình yêu, vì cái gì mà bên cạnh A Nhân lại có nhiều mỹ nữ như vậy? Tao chỉ là có vận khí tốt, vận khí... Ngươi chính là hách nhân à?